Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hàng mới của nhà Sunikin về, đây là một sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt cho các bạn. Một lô hàng về đợt này Trang sẽ khui cho các bạn xem trước bật mí về một cái sản phẩm mới. Còn về quá trình trong cái sản phẩm này như thế nào nữa thì các bạn hãy theo dõi trang của công ty, website của Sunikin để mình theo dõi thêm cái sản phẩm cũng như là chất lượng của sản phẩm công dụng như thế nào. Và bây giờ thì Trang sẽ khui cho các bạn xem cái sản phẩm mới của Trang như thế nào luôn ha. Đây là sản phẩm mới cũng lâu rồi đó các bạn, chứ phải mà ra mắt một sản phẩm mà vài bữa hay là tuần có liền thôi, các bạn rất là lâu, cho nên là mọi người cũng trông ngóng dữ lắm. Có mấy chị mấy bạn rồi cũng đã dùng qua những cái sản phẩm của nhà Sunikin như là kem chống nắng nè, hoặc là sữa rửa mặt á. Mấy bạn cũng đã hỏi về thêm một cái sản phẩm mới khi nào rửa mắt, thì bây giờ đã có đây nè. Khui cho các bạn xem luôn, nhà sẽ khui đây cho các bạn xem hết nha. Đố các bạn cái này là sản phẩm gì nè, các bạn đoán thử tôi biết sản phẩm gì không? Đây là sản phẩm các bạn thấy gì không? Recover Venom Serum. Đây là sản phẩm thương hiệu mới của nhà Sunikin đó các bạn. Các bạn hãy trải nghiệm. Và trước tiên thì đây là cái hộp của nó là như thế này, và đây là có những cái chỉ số như là những cái FDA như thế nào cũng chưa rất nhiều để mà chứng nhận một cái sản phẩm này đạt tiêu chuẩn như thế nào. Đúng rồi, ra một sản phẩm thì công tác phải đợi giấy tờ rồi nó chứng nhận rồi phải an toàn rồi mới được ra, chứ không phải đơn giản là các bạn muốn ra là ra đâu. Bên này nữa này các bạn nha, đó thấy không? Về trong tương lai nữa thì nhà Sunikin cũng sẽ tiếp tục sản phẩm nữa. Đó. Và bây giờ thì chỉ là sản phẩm này trước để cho các bạn đang trong ngóng cũng như đang chờ đợi để sản phẩm bán online. Đây cũng như là công dụng và hướng để sử dụng cho các bác này nha. Còn đây là đây, đó, thương hiệu là của Sunikin. Đây là một cái dạng là Recover Venom Serum. Đây là một cái serum và đây là những cái thành phần chính. Ngoài ra còn có nhiều thành phần khác nha các bạn, nhưng trong đây có tiêu biểu và thành phần chính ở bậc nhất trong đây cho các bạn xem thôi ha. Còn có nhiều hơn nữa thì các bạn cứ theo dõi trang web của công ty nha. Và trên đây thì có luôn cả chứng nhận của FDA nè, ISO nè, và ASEAN. Đây là ba mọc tiêu chuẩn đạt được sản phẩm về chất lượng cũng như là an toàn về khi mà mình sử dụng sản phẩm dưỡng trên da. Đó. Và đây là có hạn sử dụng cũng như là giá khi mà mình dùng. Và trên đây có nhãn tên. Và trên đây là thương hiệu của sản phẩm. Rút hoàn toàn bằng vàng cho các bạn nha. Đó, khi mà các bạn cầm một trang như vậy, rất là chắc chắn trên tay của mình luôn. Thứ nhất là về mẫu mã các bạn dùng, nhìn thì bắt mắt này ha. Cho nên cho mà các bạn cũng như là theo dõi tiếp. Đó, các bạn thấy không? Và sản phẩm mà Trang muốn chia sẻ đến cho các bạn, mong là các bạn luôn ủng hộ cũng như là trải nghiệm về sản phẩm của nhà Sunikin để mà có được làn da hoàn hảo cũng như là tự tin với những cái sản phẩm của nhà Sunikin. Tiếp theo các bạn luôn ủng hộ những mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, ngoài ra có thêm serum cho các bạn để có những cái bộ sưu tập dưỡng da, chăm sóc da các bạn luôn khỏe mạnh. Sản phẩm mới thì Trang muốn chia sẻ đến cho các bạn luôn nóng mấy lâu nay, bây giờ đã có rồi. Chào mừng các bạn ủng hộ cho Trang nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem qua video ngắn của Trang nha, và Trang mong là các bạn luôn ủng hộ của Trang cũng như là thời gian vừa qua rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.